Hello, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của em nha. Thì hôm nay làm xong bộ cửa bốn cánh nhôm sinfa bốn cánh gấp gọn nè. Đó, thì hai cánh mở vô và hai cánh mở ra. Thì quay cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Đó, thì cái hình thức mà vô ở clip trước thì em đã hướng dẫn cách vô lề rồi. Thì clip này em sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho mấy anh em nào mà chưa có làm á. Đó. Còn anh em nào đã là thợ thầy thì xem cho vui hoặc là lướt qua dùm cho mình nha. Thì em đứng gần đường nên xe cộ lại có hơi ồn, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm. Thì hôm nay sẽ chia sẻ cái cách mà vô chốt với lại vô khó như thế nào. Thì ở đây là em móc khó bên cái đối động nè. Móc khó bên cái đối động nha. Ở chợ trời mù mù muốn mưa nên video có hơi mờ, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm. Thì đây sẽ quay cái hình thức mà vô chốt ở dư với lại móc khó cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đó. Đây. Thì cái cửa của em hiện tại là hai cánh chính giữa nè, hai cánh giữa nè. Đó, hai cánh chính giữa đây là sẽ mở sẽ gấp vô trong. Đây. Gấp vô trong nè. Đó. Rồi sẽ mở ra ngoài. Đó thì mở ra ngoài nên cái lề nó nằm ở dưới nè. Đó. Đây. Cánh này cũng gấp vào đây. Rồi sẽ gấp vô trong lại. Đó. Cánh giữa này gấp vô trong nhà rồi bắt đầu mới mở ra ngoài lại cái lề nằm dưới nè. Đó thì cửa mở ra ở đây sùng toàn bộ là em sử dụng là cái cánh mở ra nha. Mình sử dụng cái cánh mở vô cũng được nhưng mà mình cái mở cái sử dụng cái cánh mở vô á thì cái mặt tiền người ta nhìn thấy cái đối động sẽ rất là xấu nên là mình sử dụng toàn bộ là cái cánh mở ra cho nó đẹp. Đây có đây có thì móc bên cây đối động nha. Lát nữa sẽ quay chi tiết hơn, giờ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem cái chốt nè. Thì chốt thì mình vẫn bắt vô cái đối động bình thường thôi. Đó, bắt vô cái đối động bình thường nè. Em chốt sử dụng chốt bật. Đó. Đó. Mình bật lên bật xuống thì cái thanh này nó sẽ chạy lên chạy xuống thôi. Đó. Rồi. Thì mình bắt chốt vô cái đối động bình thường như mình làm cửa mở ra mở vô thôi. Nhưng mà ngay chỗ đây nè là nó bị cắn mấy con quýt ngay chỗ cái lề thì mình sẽ mổ cái thanh chuyền nè, thanh chuyển động của cái chốt bật nè, mình mổ để cho nó chạy lên chạy xuống nó không có bị vướng vô con ốc. Sau đó mình sẽ bắn ốc vô, mình mổ xong mình sẽ bắn ốc vô. Đó vậy thôi. Cửa mà chính giữa bốn cửa bốn cánh nè, thì gấp lại nè. Cửa bốn cánh mà hai cánh chính giữa đây mở vô nhà. Đó rồi hai cánh bị mở ra thì mình sẽ móc khó ở bên cây đối động nha. Đó rồi, còn mà cửa mà hai cánh giữa đây mà mở ra ngoài là mới gấp vô trong nhà thì mình mổ là mổ khó ở bên cây cánh bình thường, không có mổ bên khó bên cây đối động nha. Đó còn cái cửa hai cánh chính giữa mà mở vô trong nhà trước rồi mới mở ra ngoài thì mình sẽ mổ khó bên cây đối động. Đó tại vì cái cửa này cái cửa mà mình mở vô trong trước khi mình đóng lại thì sẽ đóng cánh này trước nè. Đó nên chốt em bắt vô đây luôn. Đó sẵn đây quay cái chốt bên này cho các bạn xem. Thì khi mà cái chốt gắn bên đây á, bình thường cái chốt này sẽ không phải cửa gấp gọn á, thì cái chốt mình sẽ gắn bên cây đối động. Nhưng mà bây giờ mình sử dụng là cây cửa gấp gọn thì bắt buộc mình phải bắt cái chốt này qua bên cái cây cánh lại. Đó cây cánh này không có đối động nè. Thì ở đây các bạn sẽ mổ cái ngàm để cho cái chốt mình nó chạy lên chạy xuống nó không có bị vướng. Rồi những cái chỗ đây là em còn chưa vô cái ốp nè. Mình phải vô cái ốp nữa là nó mới bằng phẳng được nha. Đó mình phải sử dụng cái ốp chân nè. Đó, cái ốp chân nó như vậy nè. Mình ốp vô đây. Đó mình ốp vô mục đích là khi mà mình gắn xong cái này nó cái cây của em nó hơi dư nè. Đó. Mình gắn vô là khi mà ta nhìn vô nó sẽ không thấy bị lõm ngay chỗ cái đường này. Nó không bị lõm mà mình ta sẽ thấy bằng luôn. Đó, khi mình bắn vô nó sẽ bằng luôn nè. Chưa? Đó, mình bắn vô là mình sẽ nó sẽ bằng luôn, nó không có bị lõm ngay cái khúc này người ta nhìn vô sẽ xấu. Mình bắn ở trên nó dưới luôn. Rồi giờ quay cái chốt mà mình bắn bằng cái cánh nè, không có phải bắn gắn vô cái đối động nè. Đó thì cũng gắn bình thường vậy thôi. Nhưng mà mình chịu khó mình mổ cái ngàm trên nè, để cái chốt mình nó đem bật lên bật xuống nha. Đó đẩy lên nè. Chốt lên nè. Đó sụp xuống nè. Thì em có cho chút mỡ vô cho nó nhẹ. Ở đây mình bắn cái ốp nữa là nó sẽ bằng luôn. Đó, nó sẽ không có dư cái chốt mà mình bắn cái chốt mình bắn cái cây ốp chân vô là nó sẽ bằng luôn, nó bằng cái chốt luôn nè. Đó. Rồi.
còn quay cái khó này đây. Rồi cái khó mình sẽ mổ bên chạy đối động, tại vì hai cánh mình mổ vô trước rồi mới gấp ra ngoài, thì mình bắt buộc mình phải mổ khó bên cây đối động đó, mổ khó bên cây đối động thôi đó, vậy thôi. Thì các bạn muốn mổ khó này cho nó nhanh thì sử dụng cây ớt, cái dưỡng khó nè. Mình mấy cái dưỡng khó mình đập vô, mình mổ xong cái bắt đầu mình bắt ô phá vô thôi, sẽ rất là nhanh đó. Còn đây là cái hình thức bắt chốt nè. Thì chốt thì cây này là mà do mình mổ khó bên cây đối động thì cái chốt mình phải sử dụng bên cây cánh, thì mình mổ cái trên như nãy giờ chia sẻ đó, xài theo bình thường thôi đó. Còn cái mà bên cánh bì mà gắn vô đối động thì cũng sử dụng bình thường vậy thôi, xài chút bật qua lên bật xuống vậy bình thường thôi đó, bật lên thì nó chạy lên, bật xuống nó chạy xuống, rồi xong. Giờ sẽ lật cái cửa lại quay mặt tiền cô chú anh chị và các bạn xem nha. Lật cái cửa lại nè. Rồi ở đây thì sau khi mà mình hoàn thiện xong cái cửa, mình lật lại mặt đây mặt tiền nè. Đó, quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đó thì nó sẽ như vậy nè. Rồi còn ổ gió nữa, ổ gió thì ở trên kia. Thì là để mình đi gắn xong hoàn thiện cái bộ cửa cổng bốn, anh nói lộn, bộ cửa sinh pha bốn cánh gấp gọn này sẽ quay lại một vòng nữa cho cô chú anh chị và bạn xem tham khảo nha. Đó là cái hình thức lắp đặt với lại đó hoàn thành như thế nào, đó là sẽ quay cho cô chú anh chị và bạn xem tham khảo cái bộ cửa cổng bốn cánh gấp gọn nha. Em nói lộn hoài trời, bộ cửa sinh pha bốn cánh gấp gọn rất là đẹp luôn, với lại là mình sử dụng cái diện tích mình nó cũng vẫn diện tích của mình nó sẽ không có bị chiếm diện tích đó. Thì hai cánh chính giữa nè, hai cánh giữa này sẽ gấp vô trong đó, gấp vô trong vậy xong đó rồi sẽ gập ra ngoài xét tường luôn, mở hết xét tường luôn đó. Rồi bye bye cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha.